Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm cao hắc sâm Royal Gold đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe cũng như là mang đến những công dụng vô cùng tuyệt vời khác đối với sức khỏe của người sử dụng à, Vâng thưa các bạn Hàn Quốc thì vốn đã được biết đến là một trong những đất nước với rất nhiều thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe và trong đó có thể kể đến sâm một trong những loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm đồng thời là đã được chứng minh là có rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe của người dùng và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã chọn lọc nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm cao hắc sâm royal gold như bên cạnh kiểu anh đây à, vâng thưa các bạn đây là một trong những dòng sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn 100% từ sâm tươi. Đồng thời là sản phẩm này thì cũng có kết hợp với các loại nguyên liệu khác vô cùng quý hiếm như là linh chi, táo đỏ, đương quy. À vâng, vậy thì sản phẩm này có những công dụng gì? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn nhé. Công dụng đầu tiên của dòng sản phẩm cao hắc sâm royal gold đến từ Hàn Quốc này, đó chính là khả năng tăng cường sức khỏe toàn diện cho người dùng. À, đối với những người mà chúng ta muốn nâng cao sức khỏe hay là đối với những người mà có thể trạng yếu kém thì khi sử dụng dòng sản phẩm cao hắc sâm này nó sẽ giúp cho chúng ta có được một sức khỏe tốt hơn đồng thời à, là hạn chế cũng như là ngăn chặn các căn bệnh khác xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Công dụng thứ hai của dòng sản phẩm cao hắc sâm đó chính là khả năng kéo dài tuổi thọ ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm. Vâng, đây được xem như là một trong những công dụng vô cùng tuyệt vời của sản phẩm này đối với người cao tuổi hay là đối với người dùng. Khi sử dụng dòng sản phẩm này, nó không chỉ là giúp cho sức khỏe của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời nó còn giúp kéo dài tuổi thọ, cũng như là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm xảy đến với người sử dụng. Công dụng thứ ba của dòng sản phẩm cao hắc xâm đến từ Hàn Quốc, đó chính là khả năng điều hòa huyết áp. Đối với những người mà có tình trạng huyết áp không ổn định, lúc cao lúc thấp, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thì khi sử dụng dòng sản phẩm cao hắc xâm royal gold này nó sẽ có khả năng là giúp điều hóa huyết áp, giúp huyết áp của chúng ta luôn ở trạng thái cân bằng từ đó thì ngăn chặn các căn bệnh về huyết áp xảy đến. Công dụng thứ tư của dòng sản phẩm này đó chính là khả năng tăng cường tuần hoàn máu cũng như là giúp máu của chúng ta được lưu thông tốt hơn, ngăn chặn các căn bệnh về tim mạch hay là động mạch vành. Công dụng thứ năm của sản phẩm này đó chính là hỗ trợ tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng, áp lực mệt mỏi lên trí não của chúng ta. Công dụng thứ 6 đó chính là khả năng giúp tăng cường đề kháng, ngăn chặn ung thư. Đối với những người mà có sức đề kháng kém, khi sử dụng dòng sản phẩm cao hắc xâm này, nó sẽ giúp cho hệ đề kháng của chúng ta được tốt hơn, đồng thời là ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm trong đó có cả ung thư. Công dụng tiếp theo của dòng sản phẩm này đó chính là khả năng giúp tăng cường cũng như là phục hồi chức năng gan. À và đặc biệt đối với phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh khi mà chúng ta chịu rất nhiều của ảnh hưởng à, chịu rất nhiều ảnh hưởng của thời kỳ này như là rụng tóc, da nhăn nheo cũng như là hay cáu gắt khi sử dụng dòng sản phẩm cao hắc sâm này nó sẽ hỗ trợ điều trị các triệu chứng đó cho chúng ta đồng thời là làm giảm các triệu chứng này cũng như là giúp cho da rẻ của chúng ta được sáng hơn, mịn hơn và ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm. Vâng, À, vừa rồi là những công dụng chính cũng như là nổi bật nhất của dòng sản phẩm cao hắc sâm này. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao dòng sản phẩm cao hắc sâm này lại có công dụng tuyệt vời như thế thì Kiều Anh xin được giải thích như sau. Trong dòng sản phẩm cao hắc sâm Royal Gold đến từ Hàn Quốc có chứa nhiều saponin RO mang tác dụng giải rượu, giải độc gan, phục hồi chức năng gan hay saponin RB1 có khả năng giúp bảo vệ gan, đồng thời là kìm hãm hệ thống thần kinh thiết yếu. Ngoài ra, trong dòng sản phẩm cao hắc sâm này còn chứa nhiều các saponin khác. Các saponin này không chỉ có công dụng giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe mà còn giúp thúc đẩy hiệu suất tổng hợp protein, làm dịu các cơn đau. Đồng thời, các chất này còn giúp kích thích tốc độ làm việc của các tế bào tủy cũng như ngăn ngừa khối u, chống kết dính tiểu cầu trong máu. Vâng, chính nhờ sự dồi dào của saponin mà cao hắc sâm thì được xem như là một trong những loại thần dược đối với người sử dụng và sản phẩm này thì được sản xuất ở trên dây chuyền công nghệ hiện đại vô cùng tiên tiến cũng như là trải qua chín bước sơ chế chế biến để cho ra đời một dòng sản phẩm cao hắc xâm như bên cạnh kiểu anh đây và thêm một điểm cộng cho dòng sản phẩm này đó chính là chúng được thiết kế với vẻ ngoài vô cùng sang trọng hiện đại cũng như là lịch sự chúng ta có thể là sử dụng làm quà tặng cho người thân bạn bè à, và các bạn hãy nhớ cho kiểu anh nhá là với dòng sản phẩm cao hắc xâm này thì chúng ta sẽ có những cách uống sau đây với dòng sản phẩm cao hắc sâm này, mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 cho đến là 2 lần và mỗi lần thì chúng ta sẽ sử dụng từ 2 đến 3 thìa cao hắc sâm. Và để cái lượng thìa cao hắc sâm này được chuẩn nhất thì trong sản phẩm này trong cái hộp này thì đã có một chiếc thìa gỗ như thế này. Và mỗi lần pha cao hắc sâm để uống, các bạn hãy pha cho kiểu anh từ 2 đến 3 thìa cao hắc sâm bằng chiếc thìa gỗ này. Và thời điểm tốt nhất để sử dụng cao hắc sâm đó chính là vào buổi sáng khi mới ngủ dậy hoặc là vào buổi trưa và các bạn hãy nhớ cho kiểu anh nhá, là chúng ta nên uống trước hoặc là sau khi ăn từ 15 cho đến là 30 phút và thêm một vài lưu ý, đó chính là với những người sử dụng cao hắc sâm thì các bạn không nên sử dụng vào buổi tối để tránh xảy ra tình trạng tỉnh táo cũng như là mất ngủ. Vâng, à, và nhiều người thì đã phản hồi rằng chỉ sau từ 1 đến 2 tháng sử dụng thì các tình trạng các căn bệnh của họ thì hầu như là đã được hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn, đồng thời là sức khỏe của họ đã diễn biến tốt hơn. Vâng, như vậy có thể thấy là những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm cao hắc sâm mang lại đối với sức khỏe của người dùng đúng không ạ? Và để mua được dòng sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao hắc sâm Royal Gold đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.